Chào bạn. Thực sự trong quãng thời gian vừa rồi mình đang rất là trăn trở làm thế nào để giúp cho các bạn đang học N4, N5 tổng hợp được lại những kiến thức mà mình đã học. Bởi vì có rất là nhiều bạn kêu rằng, than thở rằng: thầy ơi, em học rất là nhiều rồi mà nó quên hết, kiến thức rơi rụng hết đi đâu rồi ạ. Nên mình đang cố gắng tìm ra một cái phương pháp giảng dạy mới để sao cho các bạn vừa có thể thoải mái thư giãn xem video mà lại vừa có thể ôn tập hồi tưởng lại được những cái kiến thức đã đang nằm ở trong đầu các bạn, đang trốn ở đâu đó trong đầu của các bạn. Và cuối cùng mình đã tìm ra một cách, đó là tạo ra một chuỗi series video chữa đề N5. Series video chữa đề N5 này bao gồm 30 video sẽ tổng hợp được toàn bộ kiến thức N5 các bạn ạ. Và nó sẽ giúp cho các bạn, thứ nhất đó là sử dụng đúng được từ vựng ngữ pháp trong giao tiếp. Thứ hai, nó sẽ giúp cho các bạn làm bài thi tốt hơn và đạt được điểm số cao hơn. Và ngay sau đây chúng ta cùng nhau bước vào video đầu tiên nhé. Ok. Đấy, video đầu tiên sẽ học về trợ từ. Chúng ta sẽ có 4 video về trợ từ và đây là video đầu tiên nhé. Ok, chúng ta cùng nhau bước vào câu đầu tiên này. Câu số 1. これはミキさん何々もらいました。1番まで、2番から、3番を、4番で。Nào, cho các bạn 5 giây. Ok, đáp án của chúng ta là đáp án số 2. Kara, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ có là これはミキさんからもらいました。Đúng không? Cái này thì tôi đã nhận của chị Miki. Đúng không? Vậy thì kara có những nghĩa nào trong N5 nhỉ? Đúng rồi. Thứ nhất, nhắc đến kara thì các bạn nhớ đến là kara made. Đúng không nào? Ví dụ, trường học bắt đầu từ 7 giờ đến 11 giờ, đúng không? Gakko wa 7 jから 11 jì made desu. Đúng không? Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai các bạn phải lưu ý cho mình, đó là có hai tính từ rất là đặc biệt trong sơ cấp, đó là chikai, thôi. Chikai là gần, thôi là xa, thì hai từ này cũng đi với lại là kara. Nếu mà chúng ta muốn nói rằng nhà của tôi xa ga, nhà của tôi gần ga, thì chúng ta sẽ nói watashi no ie wa eki kara thôi. Watashi no ie wa eki kara chikai. Ok, các bạn nhớ cho mình nhá. Còn một cái nữa, kara nó mang nghĩa là gì nhỉ? Đúng rồi, có nghĩa là vì, đúng nào? Ví dụ cái đồ uống này, đúng không? Cái đồ uống này vì tốt cho cơ thể nên là tôi đã mua, đúng không? Kono nomimono wa karada ni ii kara kaimashita. Được chưa? Hay, đồ uống này tốt cho sức khỏe là karada ni ii, đúng không? Kara là bởi vì rồi, đúng không? Ok chưa? Vậy là các bạn đã nhớ chưa nào? Hay, vậy là chúng ta đã xong câu số 1 nhá. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang câu số 2. Hãy chúng ta nhau bước vào câu số 2. 先週の土曜日、谷先生とこの公園何々散歩しました。はい、1、の、2、を、3、や、4、に。 OK。 Đáp án của chúng ta là ô. Thứ 7 tuần vừa rồi mình đã đi dạo cùng với cô Thanh ở công viên này. Được chưa nào? Hay. Trong tiếng Việt thì chúng ta có thể, khi mà chúng ta nhắc đến ở một cái là chúng ta phải tưởng tượng ngay ra trợ từ đế, đúng không? Tuy nhiên trong cái đáp án này không có trợ từ đế các bạn ạ. Hay, trong những đáp án này không thấy có đế, đúng không? Vậy thì chúng ta phân vân không biết chọn cái gì, đúng không? Thì đáp án của chúng ta là ô, đúng không? Vậy thì ô và đế khác nhau như thế nào nhỉ? Các bạn nhớ nhá. Ô là chỉ băng qua cái địa điểm đó. Ví dụ công viên này mình sẽ băng qua công viên đó. Được chưa nào? Còn đế thì sẽ là gì? Ở bên trong công viên đó. Được chưa nào? Hay. Ố thì ngoài ra khi mà chúng ta học sơ cấp thì chúng ta liên tưởng đến gì nhỉ? Đúng rồi. Gô hàng ố thà bê rự. Hồng ố yô mự. Ông gác ố kì cự. Tê đê bi ố mì rự. Phải không nào? Hay. Nhưng mà khi mà nói đến những cái động từ di chuyển á, ví dụ như là y cự này, hay là cái rự này, cư rự này, thường thì chúng ta dùng trợ từ ế. Khi mà chúng ta chuyển sang những cái động từ như là tô bự, hay là hà si rự, hay là sampo sư rự, aruku, thì chúng ta hay bị phân vân, đúng không? Thì hôm nay mình sẽ nhắc luôn các bạn là đối với những cái động từ như là aruku, hay là sampo suru, hay là hashiru trong đầu 4, có động từ hashiru, được chưa? Hay là wataru, động từ đầu 4 nhá, trong đầu 4. Hay là tobu, tức là bay, đúng không? Hay là oyogu, bơi, thì chúng ta có thể sử dụng được động từ o, được chưa nào? Ví dụ nhỉ, michi o aruku, ok, michi o hashiru, michi o wataru,
Được chưa nào? Còn đầu tô bự là bay, chúng ta bay ở trên bầu trời nhé, chúng ta sẽ nói là sora o tô bự. Ok chưa nào? Ngoài ra umi o oyogu đều được, tức là chúng ta sẽ băng qua biển, ví dụ như là con cá nó băng qua biển chẳng hạn, đúng không? Hoặc là nếu mà không dùng ố thì chúng ta dùng đế, ok, không có gì cả. Umi de oyogu là bơi ở biển, ok. Hoặc là umi o oyogu không sao cả. Được chưa nào? Hãy chúng ta cùng nhau bước vào câu số 3. Watashi wa Nihon no tabemono suki desu. 1 ban no, 2 ban ni, 3 ban ga, 4 ban o. Ok, đáp án của chúng ta là trợ từ ga. Được chưa nào? Hay. Trợ từ ga này trong cái câu này, bởi vì sao? Bởi vì đối với những cái tính từ đi đằng sau á, ví dụ như là trong bài 9 chúng ta đã học rồi đúng không? Ski này, kirai này, đúng không? Jozu này, heta này, đúng không? Thì đứng trước những tính từ này sẽ là ga. Được chưa nào? Hay là chúng ta có một động tính từ nữa là tính từ hoshi, tức là muốn cái gì đó thì cũng dùng trợ từ ga. Được chưa nào? Ví dụ, okane ga hoshi, kirai, ski, đúng không? Jozu, đúng không? Hay, Nihongo ga jozu, Nihongo ga heta. Được chưa nào? Hay là trong những cái câu mà diễn tả cái trạng thái nào đó, ví dụ ở đằng kia có con mèo chẳng hạn, thì chúng ta sẽ nói là asuko ni neko ga imasu, thì trong trường này sẽ dùng trợ từ ga, đúng không? Hay là ここにトイレがあります。Thế nào? Vâng, vậy là video ngày hôm nay kết thúc tại đây rồi. Thế nào rồi? Các bạn đã tìm lại được kiến thức đánh rơi chưa? Hay, mình rất mong các bạn hãy theo dõi cái series video này thật là sát sao, bởi vì mình chắc chắn một điều rằng cái series video này sẽ khiến cho các bạn trở nên yêu thích tiếng Nhật hơn và yêu thích Nhật Bản hơn, làm tăng cái động lực học của các bạn. Vâng, hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tới nha. Bye bye.